cùng anh. Bao phủ nghĩa là lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Nghe vậy một vài người đứng đó liền nói: hẳn ta gọi ông Elia. Lập tức một người trong bọn họ chạy với lấy miếng bọt biển thấm đầy giẫm vụt vào đầu cây sậy và giơ lên cho Đức Giêsu uống. Còn những người khác lại bảo: khoan đã, để coi ông Elia có thể cứu hẳn không. Đức Giêsu giơ lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Đó là lời Chúa. Em không biết trong đoạn thân thân biệt đoạn tin mừng Matthew hôm nay trong thánh lễ giúp chúng ta suy ngẫm về sự ra đi của cha Giuse, hầu giúp chúng ta mấy ngày qua trong việc không cầu nguyện cho Ngài và tin tưởng vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu ban cho Ngài. Khi chúng ta đọc trình thuật của Matthew về Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, mọi sự như đoạn trình thuật hôm nay dường như diễn tiến rất nhanh, nhưng trong thực tế biến cố đau thương trên thập giá của Chúa Giêsu đã trải qua nhiều tiếng đồng hồ, lỗi chừng 6 tiếng đồng hồ. Đối với Chúa Giêsu, cơn hấp hối của Ngài tương đối ngắn, vì thường theo luật của Roma, tội nhân bị treo trên cây gỗ thì hàng mấy ngày mới chết, hàng mấy ngày mới chết, chỉ trong cằn quại, chỉ trong khô héo, chỉ trong kiệt sức. Trước khi tắt thở, Chúa Giêsu kêu lên thấm thiết: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Trước câu thấm thiết này, chúng ta chỉ có thể cung kính cúi đầu, đồng thời đón nhận sứ điệp cứu độ cho thân thần làm người của mỗi người chúng ta, anh chị em. Lạy Thiên Chúa sao, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Câu thấm thiết về Chúa Giêsu là từ Thánh Bình 22, diễn tả hoàn cảnh Chúa Giêsu đang gánh chịu, cũng là một bài ca nói lên lòng tin cậy của Ngài. Ngài biết rằng Ngài phải trải qua đau khổ ê chề nhưng sẽ kết thúc trong chiến thắng. Có nhà chủ giải cho rằng giây phục Chúa Giêsu thuộc ra câu nói đó là giây phục mà sức nặng tội lỗi thế gian đổ lên tâm hồn của Ngài, đè lên nặng trịch lên tâm hồn của Ngài. Đó là giây phút mà đứng vỗ chẳng biết tội lỗi, trở nên tội lỗi vì chúng ta, như lời Thánh Phaolô trong Côrintô chương 5 câu 21. Và Ngài mang thay chúng ta hình phạt do tội lỗi gây ra. Đó là lúc Ngài phải chịu cách ly Thiên Chúa Cha Ngài. Đó là một mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta trong con chị ái của Ngài, thân phận bị ruồng bỏ thay cho loài người chúng ta. Trong một cái nhìn khác, những kêu lên thấm thiết của Chúa Giêsu bày tỏ một cái gì? Con người. Đó là Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu nếu không trải qua những kinh nghiệm sâu xa vi đắc xảy đến trong cuộc sống làm người của Ngài. Có thể có lúc nào đó chúng ta cảm thấy Thiên Chúa đã quên chúng ta. Một người chúng ta có những kinh nghiệm trong những thực khắc trong thân phận làm người và những lúc chúng ta thấy như Chúa xa lắm. Đó là lúc chúng ta bị dìm vào hoàn cảnh ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Điều đó đã xảy ra khi Chúa Giêsu trong vườn Giê-xê-ma-ni và giờ
hoàn tất trên thập giá của Ngài. Về phục khắc khổ trên thập tự, Đức Giê-xu biết rằng Ngài phải đi tới vì đó là ý của Cha. Ngài phải chấp nhận con đường đó vì Ngài cũng hoàn toàn hiểu thấu. Trên thập tự, Đức Giê-xu đã ở vào một hoàn cảnh thống thiết, cùng cực trong thân xác và nhất là trong tâm hồn. Ngài trải qua cơn đau đớn nhất của con người để bất cứ kinh nghiệm nào của chúng ta phải trải qua thì Ngài cũng đã trải qua. Và kinh nghiệm này chắc chắn là kinh nghiệm của Chúa Giêsu, của Cha Giuse thân yêu của chúng ta, thưa anh chị em. Cha Giuse trong hai tuần cuối Ngài yếu hẳn, không ngồi xe lăn được nữa. Khi Ngài chỉ nằm yếu ở trên giường, tuần cuối Ngài thường hay kêu lên: "Cứu con với Chúa ơi!" Trong sự cuộc cài đỉnh hoạt, Ngài kêu lên: "Cứu con với Chúa ơi!" Ai đi ngang qua phòng Ngài nghe thì kêu của Ngài thật cảm động thấm thiết. Ngài kêu cầu Chúa cứu Ngài thực ngưỡng cửa sự chết, cướp ngưỡng cửa vào sự sống đời đời. Ngài không phải vất vả hành hà đau đớn thân xác theo bệnh tật hiểm nghèo. Ngài chỉ yếu liệt từ từ vì tuổi già và êm ả được Chúa gọi vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ hai 27 tháng 8. Nhưng lúc kêu lên cứu con với Chúa ơi, thằng cha Giuse đang trải qua vực thẳm đen tối nhất trong cuộc đời như Chúa Giêsu trên thập tự giá, nhưng sau đó như thầy chỉ thánh Giêsu, ánh sáng lộ ra. Ngài luôn luôn mất lê đằng chuột đeo ở cổ, và nếu đó là chứng tỏ cho dù thử thách, Ngài luôn luôn bám vào Chúa và mẹ Maria, thưa anh chị em. Vâng, nếu chúng ta cứ nắm chặt lấy Chúa như gương cha Giuse, dù có những lúc dường như không có Chúa, dù đức tin chúng ta suy sụp, thì chắc hẳn bình minh sẽ ló dài và chúng ta sẽ vượt thắng. Người chiến thắng là người không tin rằng Thiên Chúa quên mình. Anh chị em, người Kitô hữu hồn chúng ta sẽ chiến thắng qua những thử thách nếu chúng ta tin rằng Chúa không quên mình đâu. Dù lúc ngoài đường gân thở thịt của người đó cảm thấy như Thiên Chúa từ bỏ mình, người chiến thắng là người không bỏ đức tin. Dù khi cảm thấy ngoài nền tảng đức tin không còn nữa, kẻ chiến thắng là kẻ trải qua những kinh nghiệm cùng cực của giờ chết, nhưng vẫn bám chặt vào Chúa như gương cha Giuse thân yêu của chúng ta. Và đó là điều Chúa Giêsu nêu gương chúng ta trên thập giá: sao Chúa bỏ con? Anh chị em thân mến, trong thời điểm này chúng ta sốt sắng hợp lòng cha Giuse trong niềm tin kiên cường của mình qua những thử thách trong phần hồn cũng như trong thể xác, phản ơn Chúa vì được Chúa luôn luôn nâng đỡ và ban cho Ngài đức tin vững mạnh để luôn luôn bám vào Chúa với mẹ và cầu nguyện cho nhau được ơn Chúa nâng đỡ trong mọi thử thách của thân thần là người, đặc biệt qua thử thách của ngưỡng cửa sự chết của một người. Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Amen.